Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dòng Máu Lạc Hồng. Các bạn thân mến, có một thời gian, người người nhà nhà lao xao khi thấy thương lái tỏa về các miền quê mua lá sắn, mua lá cà phê, hồ tiêu, rồi mua đỉa, mua ốc biêu vàng, mua hạt táo. Người thì bán tín bán nghi cho rằng đó là chiêu trò phá hoại nông nghiệp bẩn bựa của nước láng giềng. Người thì hô hởi, phấn khởi vặt lá xanh, tuốt cành non, nuôi đỉa, ốc biêu vàng để bán với giá cao cho thương lái. Bẵng đi một thời gian, gần đây, một số mặt hàng nông nghiệp độc lạ, thậm chí lạ đến nực cười của Việt Nam lại được nước ngoài săn đón. Nhưng lần này không phải là thương lái lén lút, nông dân rụt rè, mùa mùa bán, mà đường hoàng xuất khẩu với container lớn nhỏ xếp hàng dài sang cửa khẩu, thu về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Vậy bạn có đang thắc mắc, lần này loại nông sản độc lạ gì đã làm nên kỳ tích đó không ạ? Bật mí với các bạn, đó là những thứ mà trước nay bà con toàn bỏ đi hoặc làm thức ăn cho trâu bò, lợn gà. Còn những thứ cụ thể đó là gì thì các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé. Dòng Máu Lạc Hồng sẽ cùng các bạn khám phá ngay sau đây. Thưa các bạn, thông tin mới nhất từ Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương vừa cho biết, chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã thu về trên 6 triệu đô la Mỹ từ việc xuất khẩu các loại lá sắn, lá tre, lá khoai lang, lá chuối và một số lá lẻo thuộc hàng phụ phẩm nông nghiệp, thường chỉ mang đi cho gia súc gia cầm hoặc chôn xuống hố làm rác. Không những thế, các mặt hàng xuất khẩu này còn có tín hiệu tăng về nhu cầu. So với cùng kỳ năm trước, nó cũng tăng tới 4,4% lượng hàng hóa xuất khẩu. Trong số các loại lá kể trên, thì lá sắn cho doanh thu lớn nhất khi đạt tới 1,6 triệu đô la Mỹ và đứng đầu các loại mặt hàng xuất khẩu độc lạ của Việt Nam. Tiếp đến là lá tre, thu về 1,1 triệu đô la Mỹ, rồi đến lá chuối, lá khoai lang và lá diễn có nguồn thu lần lượt là 0,84 triệu đô la Mỹ, 0,52 triệu đô la Mỹ và 0,35 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, các loại lá khác cũng cho tổng doanh thu xuất khẩu là 1,6 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong tháng 8 năm 2022, hai loại lá được ghi nhận mức tăng trưởng đột biến là lá sắn và khoai lang. Trong đó, riêng tháng 8, lá sắn thu về 291.000 đô la Mỹ, tăng 101,3% và lá khoai lang thu về 90.000 đô la Mỹ, tăng 115,4% so với cùng kỳ năm 2021. Thật là đỉnh cao phải không các bạn? Xem đến đây, có bạn nào tiếc hùi hụi vì không về quê trồng lấy cây lá xuất khẩu này không nhỉ? Mấy cái loại lá mà Dòng Máu Lạc Hồng vừa kể trên đây, có thể nói là vùng quê nào cũng có, ra đường là thấy lá mà không thể ngờ rằng có ngày nó lại trở thành món hàng xuất khẩu độc nhất vô nhị và được thị trường quốc tế yêu thích đến như thế này, phải không ạ? Vậy các bạn có thắc mắc, các quốc gia trên thế giới nhập khẩu lá tre, lá sắn, lá chuối, lá khoai lang của Việt Nam làm gì không ạ? Vâng thưa các bạn, đầu tiên là với cây tre. Công dụng của nó chắc không nói thì ai cũng biết rồi, phải không ạ? Cây tre, nó không hoa, nó có thể được coi là cây quốc hồn quốc túy của người dân Việt Nam. Tre đã gắn bó với người Việt Nam từ thuở sơ khai lập nước, trải qua thời kỳ đánh đuổi quân xâm lược, giành lại bờ cõi. Hiện nay, cây tre vẫn bao bọc các xóm làng, bao bọc các đường biên giới và trở thành hàng rào xanh chắn sóng, chắn gió trên các triền đê. Nhưng từ trong cổ tích, người ta cũng mới chỉ biết thân tre làm nhà, làm nông cụ, làm đồ thủ công mỹ nghệ, gốc tre làm củi làm tượng, chứ chưa ai nghĩ đến việc lá tre dùng để làm gì khác ngoài nguyên liệu đốt. Thế nhưng người Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia khác lại vô cùng thích lá tre Việt Nam. Đương nhiên, không phải loại lá tre nào cũng dùng để xuất khẩu đâu các bạn nhé. Loại lá tre xuất khẩu là loại lá to bản, xanh ngắt, thường được trồng nhiều ở các khu vực miền núi phía Bắc và miền Trung Việt Nam. Lá tre Việt Nam được người nước ngoài săn đón, mua về dùng để gói các loại bánh cổ truyền dân tộc. Lá tre Việt có màu xanh tươi, hương thơm dịu. Khi gói bánh, nó không chỉ bắt mắt, thân thiện với môi trường mà mùi thơm của lá tre quyện trong mùi bột nếp còn mang lại hương vị đặc trưng khó tả. Bạn cứ tưởng tượng như bánh chưng ngày Tết phải được gói bằng lá dong, lá chuối, thì các loại bánh ở những quốc gia kể trên cũng buộc phải gói bằng lá tre Việt Nam, nó mới đúng vị các bạn nhé. Hiện nay, theo thông tin mà Dòng Máu Lạc Hồng tìm hiểu được, thì lá tre tươi được xuất khẩu với giá 10.000 đồng 1 kg và lá khô được bán với giá 40.000 đồng 1 kg. Vì làm được 1 cân lá tre khô phải có hơn 4 kg lá tre tươi nên nó đắt như vậy. Tuy vậy thì lá tre tươi vẫn được đánh giá là tốt nhất. Nhưng do điều kiện di chuyển trên đường đến các quốc gia xa xôi, họ không thể giữ được tươi lá tre
mà buộc phải sấy khô để bảo quản. Không chỉ xuất khẩu chính ngạch, các loại lá chè Việt Nam còn được bán đầy trên các trang thương mại điện tử xuyên quốc gia. Ví dụ như trên kênh Alibaba, lá chè của Việt Nam bán sỉ với số lượng từ 100 kg có giá từ 3 đến 5 USD 1 kg, tức là khoảng 70.000 đến 120.000 đồng 1 kg tùy số lượng đặt mua. Ngoài lá chè thì lá sắn cũng là một mặt hàng xuất khẩu được yêu thích. Lá sắn thì không dùng để gói bánh chưng, nhưng công dụng của nó thì lại rất đặc biệt. Người Ấn Độ, Trung Quốc dùng lá sắn Việt Nam để làm thuốc. Lá sắn vì thế được thu mua với giá khoảng 1.500 đồng 1 kg, còn bán trên thị trường thì khoảng 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg cho số lượng 100 kg. Riêng với giá bán lẻ thì có thể lên tới 30.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi kg. Một loại lá khác của Việt Nam đang khiến những công dân phải mắt chữ O, mồm chữ O khi biết được nó đang được bán với giá cắt cổ trên các nền tảng thương mại điện tử, đó là lá chuối. Nếu như bạn vào trang Amazon của Nhật Bản mà tìm mua lá chuối thì bạn sẽ ngất khi nhìn thấy giá bán của nó là 500.000 đồng tiền Việt trên một tàu lá chuối. Nếu mua 2 lá thì sẽ có giá rẻ hơn là 400.000 đồng một tàu và 3 lá thì còn khoảng 760.000 đồng một tàu. Choáng phải không các bạn? Ất nghĩ nếu cụ Nam Cao khi xưa mà biết được tin này, chắc sẽ viết thêm vào câu chuyện Chí Phèo Thị Nở một cái kết có hậu kiểu như: sau cái đêm trăng ở vườn chuối, Chí và Nở đã mang dao đi thu hoạch hết chuối trong vườn, mang lên Amazon bán với giá cắt cổ và trở về thành phú hào giàu có nhất ở làng Vũ Đại, sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Đùa một chút cho các bạn tỉnh giấc mơ về quê nuôi cá và trồng lá xuất khẩu, chứ bây giờ phải khám phá tiếp. Ngoài lá chè, lá chuối thì còn loại lá nào có thể xuất ngoại ra được tiền phải không ạ? Thưa các bạn, ngoài lá chuối thì thân chuối cũng được bán với giá khá đắt đỏ. Trong khi tại Việt Nam, thân cây chuối thường được một số người chăn nuôi xin về băm nhỏ ra cho lợn, gà, vịt ăn, thì cũng ở Nhật Bản, một khúc thân chuối có chiều dài khoảng 10cm để vừa lòng bàn tay đang được bày bán trong siêu thị với giá 1.400 yên Nhật, tương đương 280.000 đồng. Xem xong hình ảnh, các khúc thân chuối được cắt gọn gàng, đựng trong khay thực phẩm, bọc màng ni lông đàng hoàng và bày trong siêu thị Nhật mãi mà tôi không thể hiểu được người Nhật họ mua khúc thân chuối này về để làm gì các bạn ạ. Ngoài ra thì còn một mặt hàng của Việt Nam cũng được bán khá chạy ở nước ngoài, đó là lá chanh. Người Việt nhà ai cũng có cây chanh dùng để lấy lá mỗi khi rang thịt gà. Nhưng lá chanh Việt Nam khi xuất khẩu thì nó lại là một đỉnh cao mới. Đó là trở thành gia vị cho rất nhiều món ăn nổi tiếng trên thế giới cũng liên quan đến gà. Ví dụ như người Mỹ nhập lá chanh Việt Nam để sấy khô, nghiền nhỏ làm gia vị, ướp gà rán KFC. Hay người Thái Lan lại mua lá chanh Việt Nam, cũng sấy khô, nghiền nhỏ và trộn vào trong gia vị lẩu Thái chẳng hạn. Hiện lá chanh đang được xuất khẩu ra nước ngoài với giá 6 triệu đồng 1 kg nhé các bạn. Cụ thể, tại trang bán hàng trực tuyến Amazon, lá chanh có thời điểm được bán với giá khoảng 7 đô la Mỹ một on. 100 g lá chanh sẽ có giá khoảng 28 đô la Mỹ, tức là khoảng 635.000 đồng một lạng. Có nghĩa là 1 kg sẽ có giá vào khoảng 6,35 triệu đồng. Nói tóm lại là lá chanh Việt Nam được thị trường thế giới ưa chuộng chỉ vì nó trồng ở Việt Nam đấy các bạn ạ. Ý nói là cây chanh trồng ở Việt Nam nhờ khí hậu, thời tiết và các loại giống thuần chủng mà cái lá của nó có vị thơm đặc trưng và rất thích, chứ không kiểu như các loại lá chanh trồng ở những vùng khác. Nói đâu xa, chứ Việt Nam cũng có nhiều loại lá chanh lai lá to chà bá, nhưng vị vừa đắng và vừa chà thơm cứ dở dở như lá cam với lá bưởi, chứ không đơn thuần như một cây chanh ta thuần chủng. Còn một loại lá khác của Việt Nam được các đầu bếp Trung Quốc, Malaysia vô cùng ưa chuộng và dùng để chế biến nhiều món ăn ngon, đó là lá dứa hay còn gọi là lá nếp. Những năm gần đây, lá dứa còn được xuất khẩu sang thị trường Úc, châu Âu với giá trung bình khoảng 6.000 đồng 1 kg. Chưa hết đâu ạ, hiện Việt Nam còn có một số mặt hàng như mít non, muối trắng, cau non cũng được các thương nhân Việt nhanh nhạy nắm bắt thị trường để thu mua, chế biến và đóng gói xuất khẩu sang Mỹ, Nga với số lượng lớn. Các bạn thân mến, nói đến đây thì Ất lại nhớ rằng các món hàng độc lạ mà thương nhân Trung Quốc dình mua ở Việt Nam thời gian trước. Rất có thể họ cũng đánh hơi được những lợi thế từ các phế phẩm nông sản của Việt Nam có thể trở thành mặt hàng giá trị khi xuất khẩu nên mới cất công sang Việt Nam để mua. Tuy nhiên, thế thời đã khác. Hiện nay, Việt Nam cũng đã khá nhanh nhạy khi biết tận dụng những lợi thế này để làm giàu cho quốc gia và ngành nông nghiệp. Chắc chắn trong tương lai sẽ còn rất nhiều sản phẩm nông nghiệp kỳ lạ của Việt Nam được đi Tây một cách đàng hoàng trước sự ngỡ ngàng
tiếc nuối của người láng giềng Bắc Kinh nữa các bạn ạ. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho Dòng Máu Lạc Hồng biết dưới phần comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới.